Hôm nay chúng ta sẽ tới một phần kế tiếp. Chúng ta đồng nghiên cứu một cái đề tài nữa ở trong kinh Kim Cang, đó là vô nhiễm và tịch tịnh. Thì ở trong cái mục này chúng ta nghiên cứu năm tiêu đề này cũng quan trọng đấy. Học kinh Thủ Lăng Nghiêm, học kinh Kim Cang là đôi khi quý vị thấy sự trung lập, sự phủ định, nhưng mà chúng ta phân chia theo từng loạt đề tài để áp dụng tu tập được hả. Thì đó là vô nhiễm tịch tịnh, thì có năm đề tài. Thứ nhất là hành tất cả thiện pháp nhưng mà không chấp nơi việc làm của mình. Có như vậy mới vô nhiễm được hả, mới tịch tịnh được. Và thứ hai là bình đẳng, không quá cố chấp vào thiện hay ác, thị hay phi. Và thứ ba là không vướng lục trần ly dục. Thứ tư là trừ ngã chấp. Thứ năm là trừ pháp chấp. Chúng ta mà được chừng năm cái đấy là cũng khỏe rồi đó, là cũng bắt đầu giải thoát rồi đó nha. Rồi bây giờ ở trong Kim Cang, trong đó đã đề cập chúng ta là đã nêu ra những ví dụ về hành thiện pháp gì, làm những việc thiện nào. Ví dụ vô thí một, gì nữa, Đức Phật kể nhiều ví dụ lắm chứ, còn gì nữa không? Bố thí nè, diệt độ chúng sanh nè, thuyết pháp nè, trang nghiêm Phật độ nè, vân vân, trì kinh. Đấy, những việc đấy là thiện pháp. Thì phần thứ nhất là hành thiện pháp nhưng mà vô trụ chấp. Thì muốn mà chúng ta, cái hành giả mà muốn được vô nhiễm, muốn được tịch tịnh là bây giờ không thể nào mà chúng ta cứ để tâm thức không không vậy. Cũng giống như cái đám ruộng mà mình không có gieo trồng cây gì hoa màu hết là cỏ nó cũng mọc lên à. Nha. Thành thử người ta nói là nhàn cư vi bất thiện. Không thể nào giống như Phật khoanh tay, hay là chúng ta khoanh tay ngồi không vậy. Mà tất nhiên là phải sống và phải hoạt động, và hoạt động có lợi ích, hoạt động với thiện pháp. Thì đã là sinh vật thì phải sống, phải hoạt động. Chúng ta chưa có nhập vào vô dư niết bàn thì hiển nhiên là phải hoạt động thôi. Vậy thì hoạt động thế nào đây? Hành ác pháp là hiển nhiên là quá xấu rồi, cái đấy không nói nữa, cái đấy là cái đẳng cấp của người thế gian rồi. Nhưng mà nếu như mà hành thiện pháp mà còn trụ chấp là cũng còn bị vướng động đấy, như vậy thì làm sao mà vô nhiễm tịch tịnh được nha. Trường hợp mà ví dụ nổi cộm mà ai cũng biết, đây là trường hợp của vua Lương Võ Đế. Hành thiện pháp mà trụ chấp, chấp nơi bao nhiêu chùa mình xây, bao nhiêu chuông mình đúc, bao nhiêu tăng mình đã nuôi, bao nhiêu kinh mình ấn tống, vân vân. Khi mà chúng ta làm việc thiện mà chúng ta trụ chấp là có nhân ngã bị thử, có hơn thua, ta cái này ta làm chứ ai, ta này cũng khá đấy ha, mấy người kia là sao bằng ta được, Phật pháp mà không có ta là tiêu hết rồi, lớp này không có ta là tiêu rồi. Như vậy nó sẽ rơi rớt nha. Thì ví dụ như là cái vấn đề mà cái đầu tiên là Bồ Tát khéo hội niệm, Như Lai khéo hội niệm chư Bồ Tát. Cái câu đấy hiểu theo nghĩa đen á thì cũng đúng, đó là chư Phật bảo hộ các vị Bồ Tát. Nhưng mà hiểu theo một nghĩa sâu hơn á, bằng ánh dụ là cái chân tâm mình nó khéo gìn giữ từng niệm, từng niệm, từng niệm, từng sát na sanh diệt. Nó giữ mình theo cái niệm của Bồ Tát, của Như Lai, không có niệm theo chúng sanh, không có vọng niệm, không có tà niệm. Đấy là khéo hội niệm đấy.
Đấy là ngay ở trong chúng ta chứ ai. Như Lai là chân tâm, là thể tánh thanh tịnh. Khéo hồi niệm là gìn giữ từng niệm, đừng có để những tà niệm nó khởi lên. Đấy, thì cái cách hiểu của kinh Đại Thừa là nó hai cách hiểu. Một cách hiểu bằng sự tướng bên ngoài, và một cách hiểu ở ngay trong chúng ta đây. Thì đấy, bây giờ là muốn mà vô nhiễm tịch tịnh thì từng niệm sanh khởi đấy, mình khéo gìn giữ cái niệm của mình đó nha. Mình phải khéo quán sát và phải khéo biết niệm nào là Phật, niệm nào là niệm chúng sanh, niệm nào chánh, niệm nào tà. Để mà gọi là tri huyễn là đắc ly. Biết vọng là không theo. Thì hành giả là tự mà hộ niệm cho mình đi. Không phải là chúng ta đi cúng tụng gọi là cái ban kinh sư hay là ban hộ niệm. Đấy cũng là một chuyện đơn giản, nhưng mà hàng phút hàng giây á là chúng ta tự hộ niệm cho mình đi, đừng có lo đi hộ niệm người ta mà quên hộ niệm bản thân mình đấy. Bây giờ độ sanh thì ngay bữa đầu chúng ta đã biết là độ sanh cũng có hai nghĩa. Một là độ chúng sanh bên ngoài, tức là với người sống là mình cứu từ bi, mình cứu khổ. Với người chết là mình cũng đi tiếp độ gì đấy, tiếp dẫn đạo sư gì đấy. Nhưng mà cái độ quan trọng là từng niệm sanh khởi cái chúng sanh tâm của chúng ta đây. Mình lo độ đi, ha, độ cho hết chúng sanh tâm. Thì độ chừng nào mà hết, cái chúng sanh tâm nó hết và nó không giới khởi nữa thôi, thuần thục thì thôi, điều ngự trượng phu. Đấy, làm như vậy là mình được vô nhiễm tịch tịnh đấy, mình vào vô dư niết bàn. Từng niệm tà, từng niệm vọng, từng niệm bất thiện mà nó sanh khởi, mình biết nó sanh khởi và mình dè chừng nó, và nó không có tác oai tác quái, và nó sẽ lặn lặn xuống từ từ cho đến khi nào chỉ có chánh niệm, chân tâm hiển hiện ha. Bây giờ bố thí, hành giả mình phải tu bố thí đấy. Thì nhưng mà bố thí mình không có chấp tướng, bố thí ba la mật đấy. Cái trường hợp mà một bà lão mà cúng một chai dầu mà còn giá trị rất là nhiều lần hơn so với Bồ Tát Xà Thế mà cúng mấy xì dầu đấy. Đó là vỡ tâm ba la mật, bố thí ba la mật. Hả? Khi nào độ xong hả? Cho đến khi mình thuần thục và nó cái chúng sanh tâm mình nó không có khởi tà niệm, hầu như là tới đấy Bồ Tát cũng cỡ bát địa đó lên rồi. Mình độ cả hai đấy, mình độ từ chúng sanh bên trong tới bên ngoài, cho tới khi mà mình thuần thục mà nó không có khởi giới khởi nữa, nó không còn bất động địa cỡ như Bồ Tát bát địa, chứ là độ liên tục, độ chúng sanh. Vậy thì là người hành giả thì phải lục độ ba la mật, và trong đấy có bố thí, thì tài thí, pháp thí, vô úy thí. Đấy, như tiền thân Đức Phật là đã nhiều kiếp là tu là bố thí bất nghịch ý đấy. Thì mình cũng không có nhiễm, mình tịch tịnh có nghĩa là hành giả không có tham, không chấp, không bo bo giữ cho mình, mà là cho, là ban cho, là trang trải cho cuộc đời. Đấy, nhưng mà mình không chấp vào việc làm của mình, mình không so đo, mình không tính toán. Và bố thí đến chỗ gọi là, trong kinh sách thường nói gọi là đẳng tam luân không tịch đấy. Đó là không thấy mình là người cho, không so đo cân nhắc cái vật đem ra cho, và không có tính toán cái người mà đối tượng được nhận. Cả ba, người cho, đối tượng nhận và vật thí. Làm cũng rất là thanh tịnh nha. Bố thí rất là tự nhiên. Đấy là những việc hàng ngày chúng ta làm đấy. Chúng ta khéo giữ niệm chúng ta khéo độ sanh, chúng ta khéo bố thí một cách tự nhiên, một cách dễ dàng ha. Đấy là hành giả của Kim Cương. Thuyết pháp thì cái này chúng ta đã phân tích mấy lần rồi. Thì nhất là các hành giả cỡ như chúng ta là xuất gia là càng
cái vấn đề gọi là hành pháp vi gia vụ, à, lợi sanh vi sự nghiệp, là cái trách nhiệm mà hành pháp độ sanh nó nặng trên vai chúng ta đấy. Nhưng mà mình liên tục thuyết pháp. Thứ nhất á là trong mình thâm nhập kinh tạng, và ở trong người mình luôn luôn có pháp, có một cái chánh pháp gì đấy, và tất cả cái vọng ở trong đấy nó phải cải tà quy chánh, nó phải nhiếp phục ở trong cái pháp, nó mới sống ở trong pháp. Thân khẩu ý mình là phải sống trong pháp nha, phải thấm nhuần vô pháp, từ bên trong nó mới ra ngoài chứ. Chứ thuyết mà pháp ở trong không có, lấy đâu mà đem ra ngoài. Đấy, thân khẩu ý và từng niệm mọi thứ là nó được nhiếp niệm ở trong chánh pháp, gọi là an vui trong chánh đạo, sống an vui trong chánh pháp. Rồi đó thì tùy duyên mà chúng ta thuyết pháp, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo khả năng, tùy theo nhiệm vụ, tùy theo sự phân công, tùy theo cái duyên mình gặp đối tượng mà thuyết pháp một cách nhẹ nhàng, thông thả. Giống như bữa trước là nói mà không thuyết mà thuyết mà không thuyết đấy. Như vậy mới là kim cang đấy. Thuyết cũng như là mình đang tâm tình với bạn tri âm tri kỷ, thuyết cũng như là hít thở. Thuyết và tất cả đều là chánh pháp. Tất cả mọi biểu hiện con người mình, con người mình thân khẩu ý, mọi thứ nó là phương tiện để mà diễn bày chánh pháp, diễn bày chân như. Lúc nào cũng vậy, cử chỉ nào cũng vậy, phải đạt đến cỡ đó mới là kim cang bát nhã. Đây là tôi nói tôi lý thôi nha, chứ hỏi mà thầy đã đặt tới chỗ đấy chưa thì làm sao mà tôi biết. Tất cả chúng ta hướng tới chỗ đấy nha, đừng có hỏi là thầy đã đặt tới chỗ đấy chưa mà thầy nói vậy. Thì đây là gọi là lý ti đốn ngộ mà sự nải tiệm trì nha. Mình ngộ cái lý đó vậy rồi mà chúng ta hướng về cái hướng đấy. Thầy đã đạt tới mức độ mà thuyết pháp 24/7 chưa? Giờ trang nghiêm Phật độ. Ví dụ nha, ví dụ một cách hình tướng đấy, như cõi Ta Phương Cực Lạc mà nó hình thành đấy là nó không phải là do nghiệp mà sanh. Cái cõi Ta Bà mình là do cộng nghiệp mà chúng ta liên đới, là phụ nghiệp hệ thọ thân vị miễn hành lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, dạ chúng dân như cận thành. Đấy là chuyện của Ta Bà thế giới mình. Ví dụ như cảnh giới Ta Phương Cực Lạc là do nguyện lực mà sanh đấy. Tất cả các cảnh mà biến hiện ra đấy không phải là cảnh thường, mà cảnh đấy là từ trong nguyện lực của chư Phật, chư Bồ Tát, thánh chúng liên trì hải hội đấy. Thì các vị mà Phật Bồ Tát gọi là chánh báo làm sao á, thì y báo nó như vậy nha. Mình đừng có trách nó là tại sao mà tôi cái phòng nhỏ quá, tại sao mà tôi ở chùa nhỏ quá, tại sao mà cứ hỏi tại sao. Tại cái phước mình chưa đủ cho tại sao. Tại cái chánh báo mình nó vậy. Chánh báo á, chánh báo á là cái bản thân mình đây nha, là chánh là chính, cái báo nó vậy. Còn y báo là nó nương vào, y báo là cái cảnh vật xung quanh mình nha. Thì con người mình sao thì cái môi trường nó đi tương ứng với mình vậy. Tại sao mình không sinh ra phương Tây, hay là tại sao mình không phải là đệ tử hay là con gì đấy của ông tỉnh trưởng, hay là đệ tử của ông phó pháp chủ gì đấy. Đó ví dụ, người ta có phước sẵn rồi thôi chứ. Bây giờ là, nhưng mà sao, cho dù mình ở trong cái hoàn cảnh nào, nhưng mà bây giờ bắt đầu kể từ đây, chúng ta luôn luôn trang nghiêm Phật độ là sao? Tam nghiệp hành thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, là trước hết là thân khẩu ý của mình là trang nghiêm cái đã. Anh mà không có trang nghiêm thân khẩu ý của anh thì anh đi để đòi trang nghiêm ai? Nhưng mà đang nói chuyện là thân của mình là trang nghiêm. Đấy, cũng phải tương đối nha. Đừng có, tất nhiên là chúng ta không có xì xua, xí soạn, sánh xị gì đấy. Nhưng mà mình ngược lại mình lề xề quá là cũng không ai coi được. Mà vừa hoi hám mà lại vừa xù xì xú xí mà lại vừa lôm chôm lôm cóm ra, ai chịu được, phải không? Đấy là phiền xung quanh đấy. Cho nên là cũng tương đối thôi, nhưng mà làm khổ hạnh quá chịu không nổi. Thằng này mình trung đạo. Thì thân mình trang nghiêm, khẩu mình trang nghiêm, đẹp hay không biết, đẹp đẹp gọi là hao tướng cỡ nào không biết, nhưng mà mình biết cách tự trang nghiêm của mình. Ở thế gian này người ta nói là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp.
Còn không có người tu sĩ không trang nghiêm, chỉ có mà có điều là mình không biết cách làm trang nghiêm thôi. Cho đáng lẽ là mình phải biết cách trang nghiêm hết đấy nha. Mình không phải là giả trang thiền tướng, nhưng mà mình là chỉnh trang luôn. Đấy, thì mọi người phải tự trang nghiêm nơi thân mình nha. Tự trang nghiêm nơi khẩu mình. Đấy, lúc nào nói, lúc nào cười, lúc nào nhăn nhó vậy đấy, cho nó trang nghiêm. Không biết, nhăn nhó cũng phải trang nghiêm đó nha. À, giải mã là kim cang nhá. Lúc la người ta, lúc nhăn nhó người ta, lúc chỉ đạo người ta, lúc khiển trách người ta cũng phải trang nghiêm đấy. Chứ mà đâu có thể nào mà xanh quần ông thấp ông cao chống nạnh mà chỉ cho vậy được. Làm sao đấy, làm sao mà ta coi được đấy. Chân thiện mỹ à, biểu hiện của cái đẹp. Có một số người tu sĩ có hạch, ta đã làm đề tài là khái niệm về chữ đẹp trong Phật giáo đấy, trong mấy khóa trước có đấy. Để là khía cạnh thẩm mỹ, làm sao cho nó trang nghiêm vừa phải. Một hình ảnh của tu sĩ là một hình ảnh đẹp vào đời. Đẹp, đẹp bằng cách nào đấy thì chúng ta làm một cái vẻ đẹp thuần khiết, đơn giản, chân chất, đầy nội dung, hàm xúc. Làm sao đấy thì làm nha. Và nó khiến cho họ kính tín Tam Bảo. Nó có một sức một sức chinh phục, một sức cảm phục người khác, chinh phục người khác, chinh phục đối tượng bằng những vẻ đẹp giản dị chân thật, giá đẹp, vẻ đẹp nội dung. Thì đấy, chúng ta phải tự trang nghiêm thân khẩu và nhất là ý của mình, phải không? À, người mà tánh xấu thì lần lần nó cũng, người ta cũng biết hết à, nhá. Nói chung là mình không có giấu ai hoài được. Mình không có thể, mình che giấu nhất thời thôi, chứ không thể che giấu mãi mãi. Mình che giấu vài người thôi, chứ không thể mà nào mà che giấu hết mọi người. Cho nên đó, phải giữ thân khẩu ý cho đẹp bất cứ mọi tình huống nào nha. Cái bản chất của mình không phải mà gặp từ con chó con mèo cho tới chú điệu cho tới hòa thượng cho tới tổng thống cho tới ăn xin ăn mì, mọi thứ là mình biểu hiện cho đẹp đấy. Đấy là một chuyện. Mình đã trang nghiêm bên mình rồi thì mình trang nghiêm cái cảnh vật xung quanh mình. Hễ lớp dơ thì quét, chùa dơ thì quét, còn con sải ở chùa thì quét la đa đấy, cần tảo già lâm địa. Chánh điện á, mình trang nghiêm, đạo tràng trang nghiêm. Đấy, thì trong lớp mình ngồi đây là cũng hiện diện cái phần trang nghiêm. Chẳng hạn như là làm sao mình cố gắng mình bớt nói chuyện riêng nè, ngồi đó làm sao nó không có ẻo quá nè, nó không có ẻo lá quá nè. Đấy, rồi là bớt nói chuyện nè. Đấy, rồi bớt ngủ gục nè. Đấy, rồi nhìn xuống nó trang nghiêm là nó thêm cái phần mà sự hiện diện quý vị là nó tạo thêm một cái nguồn cảm hứng cho lớp học. Chứ mà sự hiện diện quý vị thêm phần nặng nề và quẻ ấy là nó có phần nặng nề cho lớp đấy, hiểu không? Mình phải trang nghiêm. Đấy, cho nên là chúng ta vừa thanh tịnh hóa, trang nghiêm hóa thân tâm chúng ta và trang nghiêm môi trường, hoàn cảnh xung quanh, góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Đấy là cái câu mà người ta thường nói đó. All together we make the world a better place to stay. Tất cả chúng ta hãy cùng nắm bắt tay nhau để mà khiến cho thế giới này là một chỗ tốt đẹp hơn để sống. Mấy cái việc đây mình thường làm á nha. Khéo hồi niệm, độ sanh, bố thí, thuyết pháp, trang nghiêm. Rồi tiếp. Nhưng mà sau đó mình nhuần nhuyễn rồi á, mình không có chấp vào cái đấy. Mình không có, nói à cái này là tôi làm á, tôi như vậy, tôi đạt đến đẳng cấp như vậy. Không có tôi là đây nó hư đốn hết thế nọ kia. Là đấy là bước thứ nhất. Làm tất cả việc thiện nhưng mà không chấp vào việc làm của mình. Đấy cũng khiến cho mình là hành hạnh Bồ Tát mà vô nhiễm tịch tịnh đấy. Mình phải làm tất cả mà mình không chấp. Ví dụ có những vị hòa thượng thượng tọa cũng nêu những tấm gương sáng, chẳng hạn như là hòa thượng Minh Phát ở chùa An Quang, là hòa thượng đấy là chuyên môn xuống bếp nấu cơm thôi à, chỉ đạo về bếp vậy đấy mà rất là có uy tín đấy. Hòa thượng đấy mà
và trị thuốc, trị bệnh người ta rất giỏi đấy. Cho uống thuốc nam, uống nước cho người ta cũng trị bệnh. Và hòa thượng mà kêu gọi ủng hộ chùa nào, trường nào là hay là giới đàn nào là nói một tiếng là người ta ủng hộ liền đấy. Hay là cố hòa thượng Thiện Hòa, khi mà cả chúng chùa An Quang ngủ hết đấy, Thiện Hòa là sư huynh sư đệ của hòa thượng Thiện Hòa, là ngài nhiều khi ngài thấy nhà vệ sinh mà còn dơ, ngài âm thầm trưa vậy ngài đi dọi cầu tiêu đấy, dọi nhà vệ sinh đấy, đấy cũng là trang nghiêm. Ngài là hòa thượng là người đầu ở trong chùa An Quang. Sau này mấy ông quan chúng thức dậy ông mất hồn, thấy ui sao mà hòa thượng sao xuống làm mấy đấy, cho nên là lạy lạy ngài thôi, ngài không có làm nữa, để mấy cái đấy con làm, để con nhắc đại chúng làm. Ngài không có nói gì hết, ngài cũng nghĩ là thôi thì chắc chúng nó tu học mệt mỏi thôi, thì mình đi thể dục, mình đi dọn nhà vệ sinh, ví dụ vậy. Những tấm gương đó, họ lặng lẽ họ làm không có trụ chấp, mà một cái thân giáo, nhưng mà cũng họ cũng không có đặt nặng cái vấn đề đó đâu. Họ nghĩ thì bây giờ thì làm thì cứ làm một cái việc cần làm thế thôi, không hỏi là tại sao phải làm, tại sao tôi là trụ trì mà tôi làm chuyện này, là không phải, ví dụ vậy. Thì như vậy là chúng ta làm việc thiện mà nó nhẹ nhàng thanh thản mà không có trụ chấp. Đấy, bây giờ nói tới thị phi thiện ác, một phần nó rối rắm tâm trí mình cũng vì cái chuyện này nha. Tại vì á, kim cang á là nó cao một bậc. Cao một bậc là sao? Mấy cái kinh trước á là dạy chúng ta làm thiện. Kim cang á là dạy chúng ta hãy hành cái dạng mà tối thượng thừa cùng cực thiện thuần ở trong từng tâm niệm, nhưng mà rồi buông xả, nó cao một bậc đấy. Làm thì cứ làm hết, làm đến chỗ tột cùng và xả. Đó là chỗ khó của kim cang đấy. Thì bây giờ trước hết là chúng ta là phải tu, là phải luôn luôn lo làm việc thiện. À, mấy cái câu mà để dẫn chứng mấy cái câu mà nói về các việc làm đấy, à, rồi thị phi thiện ác ha. Chẳng hạn như là độ tất cả chúng sanh mà không chấp vào bốn tướng này, không thấy chúng sanh nào được độ. Đây là bố thí nè. Vô trụ tướng bố thí, không có trụ tướng bố thí thì cái phước đức nó rất là lớn, không thể đo lường được. Không chấp vào trong bốn tướng, không có, chúng ta sẽ động tới là không có chấp vào sáu trần và ly dục, cái này mình sẽ động tới. Không có pháp nào để thuyết, nói về thuyết pháp. Đây, nói về thiện và bất thiện đây. Tu Bồ Đề sở ngôn thiện pháp giả, Như Lai thuyết tức phi thiện pháp, thị danh thiện pháp. Thiện nhưng mà không thiện. Bây giờ chúng ta trở lại. Bây giờ sao đây? Nhờ ai định nghĩa coi, thiện là gì? Kusala Dhamma, Akusala. Kusala là thiện đấy. Nhưng mà thiện là gì? Việc thiện là gì? Hả? Mình có định nghĩa gì để biết nó việc thiện chứ? Việc thiện là việc sao? Hả? Mình không biết sao mình định đoạt, mình tính toán để mình làm trong cuộc sống được. Mình chọn làm trong cuộc sống. Việc nào là thiện? Việc sao là thiện? Định nghĩa coi. Bỏ cái điều xấu, vậy thì việc nào là xấu? À, mà thầy, định nghĩa việc thiện ác cũng rối rắm đó, coi chừng rối rắm đó. Rồi, định nghĩa việc thế nào gọi là thiện đâu? Tạm thời vậy thì trên căn bản là vậy. Nhưng mà cái khái niệm mà an lạc hạnh phúc cho mình và người, lợi lạc cho mình và người cũng phải cẩn thận. Chẳng hạn như có những cái lợi nó, ví dụ như hai anh rủ đi chơi cờ bạc casino thì hai anh cũng vui vẻ hữu hỷ với nhau, vui vẻ với nhau, nhưng mà chưa chắc. À, ví dụ vậy. Rồi hai anh mà đi nhậu hay là vân vân, thì có những cái có vẻ như là an vui lợi lạc đấy, nhưng mà nó mang khía cạnh thế gian. Thì thế này, đúng rồi, vị thầy để nói trên căn bản là đúng.
lợi lạc an vui cho mình, cho mọi người, và đặt trên căn bản của thập thiện nghiệp đạo. Thì như vậy là lợi lạc an vui cho mình, cho mọi người, cho hiện tại, cho tương lai, đúng với chánh pháp và hướng thượng giải thoát. Chứ mà lợi đơn giản, lợi kiểu ngoài đời là cái lợi đó, nhưng mà cái nguy hiểm nó nằm ở đây, lợi thế gian. Mình phải căn cứ vào chánh pháp và phải hướng tới hướng thượng thanh hoa giải thoát nữa. Vậy thì những việc nào làm lợi cho mình, lợi cho người, lợi trong hiện tại, lợi trong tương lai, an vui hạnh phúc mà hướng thượng thanh hoa và giải thoát, thì những việc đấy mới gọi là thiện đấy. Còn những chuyện mà làm thế người ta, mà người ta nằm ngủ chơi là chưa chắc đã thiện đấy. Người ta cứ mình trưởng dưỡng người ta, hư tật xấu người ta đấy. Người ta không quét thì mình quét hết, người ta không tụng thì mình tụng hết, chưa chắc gì đã tốt. Vâng vâng đấy, người cũng lợi người ta đấy, cũng người ta cũng sướng đấy, người ta cũng hạnh phúc đấy, nhưng mà người ta sinh tệ đấy, cẩn thận. Bốn câu ở trong kinh Pháp Cú và trong cái căn bản mà gọi là cái ông Ô Xào Thiền Sư Bạch Cư Dị. Đấy thì Bạch Cư Dị thưa Ô Xào Thiền Sư, gọi là chư ác mạt tác chống thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, thì không làm điều ác, xuyên làm việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đấy là lời Phật dạy. Thì thông thường đó là chúng ta nghe dạy như vậy, và như thầy đó vừa nhắc là căn bản nhất là chúng ta có thập thiện nghiệp đạo, là 10 cái chuyện thiện, thân tam khẩu tứ ý tam, rồi đó là căn bản. Còn cái chi ly ra từng việc trong cuộc sống mình sẽ tự định đoạt nữa, cái nào là thiện ác, cái nào là tốt xấu để mà mình thực hành hay là không thực hành, nó nhiều thứ việc lắm. Nhưng mà cái chuyện mà đúng sai hay thiện ác một cái tương đối, nó đôi khi nó cũng tùy thuộc vào phong tục tập quán, tùy thuộc vào từng vùng nữa đấy nha. Ví dụ nha, ở mình á là dẫn người già qua đường, chứ mà Âu Mỹ là nó cẩn thận, nó không có dám dẫn người già qua đường đâu. Biết sao không? Với mà trật tuyết mà té một cái là đổ nợ, té một cái là vô bệnh viện người ta là mình nuôi toàn mấy trăm ngàn đô không đấy, tức là mấy tỷ không đấy. Người ta chết một cái nữa là tai họa tới. Người ta rủi phía bà con, người ta rủi ta kiện một cái là thôi xong. Cho nên á, rủi mà gặp bà già mà đi qua đường té là người ta chỉ rút điện thoại, người ta gọi 911, người ta chỉ bà già ở đây hết. Hay là cái truyền thống của một số nơi á là cha người ta giục bên cây đấy rồi gì đấy, chờ, bò xuống hay sao đấy. Được á thì người ta nuôi, ta lách xuống, mà lách mà còn ôm cái cây đấy được, còn không là rớt xuống chết luôn. Kiểu hay là một số nơi chết thì người ta điếu tán, người ta giục cái thi thể đấy ra cho chim ăn đấy. Đấy người ta nghĩ là bình thường, hay là ta tháo rồi xong là bình thường. Chứ mình nghĩ vậy là tệ quá. Ai cha mẹ bỏ trôi xuống sông, hoặc là ai mà bỏ đấy cho chim ăn, vân vân. Cho nên một cách tương đối là cái chuyện mà đúng sai thiện ác là nó lại còn trên căn bản là mình có giáo lý, có thập thiện nghiệp đạo, có một số điều đấy. Nhưng mà cuộc đời đâu phải là chỉ có mấy cái chuyện đấy, nó nhiều chuyện, nhiều khê, nhiều chuyện phong phú lắm chứ. Vậy thì nó cũng tùy thuộc vào cái khái niệm, cái phong tục tập quán của từng vùng, cái quan niệm và đạo đức về pháp luật của từng nơi nữa đấy nha. Bây giờ rất là khó xử. Bây giờ ví dụ người bạn mình ngồi bên mình mùa thi mà đòi coi bi, bây giờ mình cho coi bi không đây, mình làm giám thị dịch học sinh quen mình coi bi, mình có bắt tài liệu không đây, cái nào thiện cái nào ác làm sao mà lúc đó phải tính toán rồi chứ. Mình không cho bạn mình coi bi bạn mình rớt, mà mình cho bạn mình coi bi là rõ ràng là mình đang phạm cái trường quy. Vậy thì tính sao đây? Để cho nên có những chuyện đâu có đơn giản, mình căn cứ đơn giản để mình tính toán được nha. Đấy, thành đó, có nhiều chuyện chúng ta phải dùng trí tuệ, trí tuệ để chúng ta phân biệt thiện ác. Đấy là một việc, cái hướng đầu tiên, cái việc tu đầu tiên á là mình hãy giảng trạch, hãy phân biệt cho được thiện ác, và hãy phòng phi chỉ ác, tu theo điều thiện. Đây là cái bước đầu của người tu, ai cũng phải làm như vậy. Nhưng mà bước sau rồi á, sau khi nó nhuần nhuyễn ra rồi á,
là không có quá vướng chấp vào thiện như ác đối đãi nữa. Nhớ là sao? Kiểu của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ hay là Tế Điên Hòa Thượng hay là gì đấy, là các ngài Thông Dông Tự Tại hay là Duy Ma Cật, người ta vượt ngoài cái chuyện đấy. Như hạn như ông Tuệ Trung Thượng Sĩ, ông nói là dọn bà hoàng hậu đấy, dọn mạnh, thấy ông này ngồi ăn cá, thì ông hỏi tại sao ông ăn cá vậy, sao Phật mới ăn cá, mà nói là Phật anh là anh. Anh không cần làm Phật mà Phật cũng không cần làm anh. Vâng vâng. Họ hay là người ta siêu việt thiện ác, giống như làm mà không chấp, để việc làm mà không chấp. Siêu việt thiện ác là rất là khó nói. Chẳng hạn nha, một vị Bồ Tát hạnh họ giết một tướng cướp để mà họ cứu 599 người khác chẳng hạn, hay là bao nhiêu trăm người khác đấy, thì rõ ràng á, là cái việc giết người á, là hiển nhiên nó là ác đó. Chứ sao nữa, chứ giờ sát sanh mà không ác còn cái chi nữa. Nhưng mà họ là đã là phát nguyện Bồ Tát rồi, thì việc nào cần làm thì họ làm. Bây giờ ở đây á, là chúng ta không có xét đơn giản cái hình tướng bên ngoài, mà là xét cái tâm hạnh bên trong. Chẳng hạn như người ta giết một người đấy, là người ta can thiệp một cái dòng nghiệp, là giống như mà đi vượt biên mà bị hải tặc ở đâu rồi bị biển nó nhào vô, nó giết hết tiền, nó cướp tiền bạc nó đi rồi. Thì bây giờ là thứ nhất là người ta ngăn cho bao nhiêu người khác là không bị chết, và thứ hai là cho cái thằng tướng cướp đấy nó bớt gây nghiệp. Nếu nó theo báo thù là nó báo thù một mình thôi, rồi một mình cứ trả nợ nó, cứ sẵn sàng mà trả nợ nó đến khi nào mà nó theo nó giết mình mà nó được cảm hóa thì thôi, chứ sao nữa. Ở đấy không có còn thiện ác nữa, mà việc cần làm với từ bi tâm can thiệp vào dòng nhân quả và chấp nhận nhân quả hết, bất kể. Bây giờ họ đã đạt đến mức độ là họ can thiệp vào dòng nhân quả mà họ bước vào trong cái vòng đấy. Thành như việc khó nói lắm. Thành đôi khi chúng ta cũng rất là khó định đoạt cái việc làm của những bậc mà hơn mình, những bậc ngang mình trở xuống mình biết. Ví dụ như ông Nam Tuyền, ông giết con mèo. Ông nói hai bên chúng bên đông, chúng bên tây giành con mèo. Ông đi ngang qua, ông thấy vậy, ông cầm mèo, nói đi, nói mới được, ta giết con mèo. Cái ai nói được đâu, ông giết con mèo luôn. Thiền sư Nam Tuyền Trung Hoa đấy. Thì rõ ràng ông giết con mèo đó là ác quá chứ gì nữa. Tự nhiên con mèo nó có tội tình chi giết nó. Đấy, nhưng mà một cái bài học ông hiếm thị, ông đành phải giết con mèo đó. Bây giờ cái chuyện mà đúng sai thiện ác này á, thì cái tiêu chuẩn căn bản là có. Cái bước ban đầu á, là khó cho mình phân biệt đâu thiện ác, và khó cho mình để mà xa lánh điều ác và làm điều thiện. Đấy là bước ban đầu mà hành giả tu. Nhưng mà sau khi nhuần nhuyễn rồi đó, bước qua khỏi cái ngưỡng cửa đấy, là cái có những trường hợp là cái thiện ác nó không có nặng nữa, mà cái tâm hành từ bi, cái trí tuệ soi sáng mình phải làm gì trong lúc đấy, vượt ra ngoài những tiêu chuẩn thông thường. Và hơn nữa, nếu mà mình gặp người khác mà thiện ác đấy, thì chúng ta cũng không có khinh chê, không có phân biệt. Ví dụ nha, có ông Uberly đấy, ông kết tội, ông căn cứ vào luật ông kết tội thì đúng, căn cứ vào luật mà kết tội ông đuổi hai vị tăng là đúng, một cái là ngộ sát, một cái là ngộ dâm, đúng. Nhưng mà gặp ông Duy Ma Cật, ông phản bác lại, nó cái gì mà tội trong đó, chả cái gì là tội hết, chả cái gì tồn tại hết, giống như người mà tội tiêu tâm tịnh lưỡng câu không đó. Thì cuối cùng á, ông ca thấy là nghe lời ông Ưu Ba Di, ông cư sĩ Duy Ma Cật, cho nên là cuối cùng là hai ông kia là lực tu lại đấy, chứ nếu không là bị đuổi ra khỏi giáo đoàn đấy. Nhưng mà mình có cái bệnh á, là mình vướng chấp. Nếu mà mình một á, là mình không có nhảy ra ngoài cái biên giới được. Thứ nhất là mình không có đánh giá được các ngài làm những việc. Bây giờ ví dụ như một vị tăng mà ở trong chùa, mình làm nông, mình không bơm thuốc trừ sâu á, thì làm sao mà thu hoạch đây?
Nay mình may là không biết còn làm nông làm vườn chưa đấy, chứ trước kia là có làm đấy. Nhưng mà giờ mình bơm thuốc trừ sâu là rõ ràng là sát sanh chứ gì nữa, vậy là rõ ràng là bất thiện rồi chứ chi nữa. Giờ sao đây? Chẳng lẽ mình cứ mình né tránh cũng không có ai bơm thuốc trừ sâu hết thì hoa quả đâu mà chúng ăn. Đấy, nhiều việc nó khó lắm, nó khó cho mình chu toàn lắm chứ đâu có dễ. Đấy. Cho nên có những trường hợp thứ nhất là mình rất là khó để mà đánh giá những cái bậc mà cao tay ấn hơn mình đâu là thiện ác. Nhiều khi họ là phương tiện tùy nghi, họ tùy duyên phương tiện trong cái tình huống đấy họ làm như vậy. Đó là thứ nhất. Còn thứ hai nữa là mình á, mình tu một thời gian rồi mình có đủ sức, đủ trí, đủ đại từ đại bi, đủ tâm xã để mà làm những việc lợi ích lớn, cho dù nó có phạm một vài giới hay không, do cá nhân mình. Và thứ ba nữa đó là chúng ta không có quá phân biệt. Thường thường đó là mình kính trọng người giữ giới, mình coi thường người phạm giới, mình thương người thiện, mình ghét người ác. Nói theo đạo đức thế gian vậy là tốt đấy, thương người tốt mà ghét người xấu là tốt đấy. Chứ mà nói theo Phật giáo là cái người xấu mình cũng không có ghét họ nha, mình càng thương họ nữa chứ sao ghét. Nhưng mà rất tiếc á, thứ nhất á là cái dòng nghiệp nó đưa đẩy họ, họ bị vô minh, họ bị dòng nghiệp. Và thứ hai nữa là mình chỉ biết cái đoạn này, mình thấy bất công ngang trái đau khổ, mình biết đoạn này. Ví dụ mình biết ông vua Lưu Ly Vương, ông tàn sát dòng họ Thích là mình biết cái giai đoạn này. Chứ mình biết trước kia là ông bị cái gì, cứ kê làng chài đã đối xử con cá ra sao, nó sung sướng, nó bầm, nó chém con cá đấy, con cá đó sẽ thành Lưu Ly Vương là sao. Hay là mình chỉ biết là ông vua A Xà Thế giết vua Tần Bà Sa La, Bình Sa Vương, chứ mình có biết là ông Bình Sa Vương đã từng lên núi để mà giết một tiên nhân hay không. Cho nên đó, coi chừng mình quá, mình theo cái mô thức thế gian mà mình khinh chê người ác, mà mình mến người thiện quá thì cũng, mến người thiện thì cũng được đi, nhưng mà nếu mình khinh chê, mình coi thường người ác là cũng nên. Bởi vì thứ nhất là mình nên thông cảm cái vô minh và cái nghiệp chướng của họ. Và thứ hai là cái dòng nhân quả đối đãi chúng sanh nó như vậy đấy. Thế cho nên đó là coi chừng chúng ta cũng không có quá vướng vào cái vòng thiện ác, đúng sai, thị phi. Nha. Yeah. Vướng vào đái mệt. Mà nhất là cái bệnh mà tự nhiên vô tình mà cứ ngồi mà cái bệnh mà ngồi mà uống trà mà tán gẫu mà làm ông tám bà tám mà khen chê thế gian là bệnh này mình nặng nữa, bệnh đó là nó bệnh đó thị phi nặng quá rồi. Còn nhiều khi rảnh quá rồi cứ là ba bốn người chậm lại nói toàn cái chuyện người khác không à, cái đó là quá thị phi rồi. Tại sao mình đi góp ý trực tiếp với họ đi, tại sao không kiến hòa đồng giải đi mà cứ ngồi đó mà ở thế gian người ta nói làm bà tám đấy, là ông tám gì đấy. Thì đấy, bây giờ mình muốn vô nhiễm tịch tịnh á. Cho nên ở trong các cái tổ gọi là cái gì, tỉnh tọa thường tư kỹ quá vậy đấy, nhàn đàm bất luận nhân phi. Lúc mà rảnh đừng ngầu đấy mà luận cái nhân phi là những sai trái của người. Còn lúc mà yên tĩnh, tỉnh tọa thường tư kỹ quá, lúc mà yên tĩnh là nghĩ tới những cái sai trái của mình đi. Bây giờ cái việc tu như vậy là ở mức độ sơ cơ của mình á, là cái bệnh của con người á, là một á, là mình thích làm một cái phiên, mình làm một cái phiên tòa, mình là mà làm một luật sư, mình thích kết tội người khác, và mình thích làm cái ông thẩm phán để kết tội người khác, và mình thích làm một luật sư để bào chữa cho mình cái bệnh đấy. Thôi thì mình đổi vai trò lại, mình hãy cố gắng làm một luật sư bào chữa cho người khác. Bào chữa lăng phá mình đi nói với ai, nhưng mà tự trong tâm mình nó chắc họ có cái lý do gì đấy nha. Và mình hãy làm phiên tòa xử án cho mình đi. Nó tóm lại là đừng có để cái thiện thị phi, đúng sai phải trái nó quá dần vẹt bản thân mình. Mà nói thật nha, ngay cả rủi mà mình lỡ phạm lỗi đấy mà không biết sám hối là cũng là điều xấu. Nhưng mà quá mặc cảm, quá dày vò, quá đau khổ với cái lỗi đấy cũng là tự hại mình nữa. Mình phải ở mức độ trung dung đấy, vừa biết sám hối nhưng mà vừa biết quên đi quá khứ để mà đứng lại để làm lại cuộc đời. Chứ mà cứ ngồi đấy mà cứ than thở, cứ nuối tiếc, cứ đau khổ, cứ dày vò có được chi đâu. Ngay cả cái lỗi của mình đấy mà cứ ngồi đấy cứ than thở là tự đầy đọa mà tự giết chết mình nữa. Cho nên đây, cái chuyện mà đúng sai phải trái nãy giờ chúng ta có các ý đó. Thứ nhất,
Tất nhiên giai đoạn đầu là chúng ta hãy biết đâu là thiện ác đúng sai để mình sống. Thứ hai là trong một số trường hợp đặc biệt thì một hành giả Bồ Tát tự họ biết làm gì. Lúc đó nó vượt ra ngoài những cái thiện ác phải thị phi đối đãi thông thường. Và đôi khi mình cũng không hiểu được những vị mà cao cả họ làm. Mình nhìn bên ngoài mình đánh giá sai đó. Và thứ nữa là mình nên thông cảm những người mà họ làm ác đấy. Và một điều nữa là mình cũng nên thông cảm cho mình. Tất nhiên đôi khi mình cũng có làm ác đấy, mình bất thiện đấy. Mình có sám hối nhưng mà rồi mình thông cảm để mình đứng dậy. Mình đừng quá tự dày vò. Ha? Dày vò cũng là không tốt. Dày vò quá cũng phải là điều tốt. Bây giờ đấy, thì tất cả những cái việc đấy là chúng ta thì sẽ vượt qua thiện ác. Cẩn thận nha, đến mức không có đứng mức độ siêu việt, cứ bày thét nói kim cang bát nhã hay gì đấy, cứ bày là chả thiện chả ác, chả đúng chả sai chả nhân, mà không ai nói là không nhân quả nha. Không phải là không có, nhưng mà siêu việt đến một mức độ nào đó mình gọi là siêu việt, là vượt qua cái ranh giới thông thường đấy, chứ không phải là không có. Cẩn thận, cẩn thận bị tâu quá nhập ma đấy. Có nghĩa là lúc đó không phải đúng sai, không phải trái. Bà thầy, như là thầy nói trong cái bài mà thiện với ác á, thì trong cuộc sống thực tế thì con xin giáo sư chỉ giáo cho con thêm. Giống như dụ mình sống trong một cái tập thể nào đó, rồi người đó cứ sai mà mình cái năng lực thì mình không có để chuyển hóa họ, vậy mình tự lo cho mình vậy có được ích kỷ hay không? Tại vì trong cuộc sống nó rất là phức tạp, mình cảm thấy mình muốn giúp họ, nhưng mà nhiều lúc họ nói tôi làm kìa tôi, cái đó ở không chi mà chỉ. Xin giáo sư quan hệ chỉ giáo. Một câu cũng hay đấy, mà có liên quan tới đề tài thị phi thiện ác đấy, là về cái vấn đề phê bình đấy. Vấn đề mà phê bình góp ý đấy là không có đơn giản chút nào hết nha. Phê bình góp ý đấy, tất nhiên là mình tự độ tha, mình cũng muốn người ta tốt, nhưng mà mọi việc nó không dễ như vậy. Đây nè, nếu mình góp ý mà thành công một người khác đấy, thứ nhất á là mình hiểu biết lý lẽ, mình là người sống đàng hoàng, nêu gương sáng, mình biết phương tiện quyền xảo, biết dùng ngôn ngữ, biết cách góp ý họ như thế nào, lúc nào, vân vân mọi thứ. Và hơn nữa là cái cơ duyên người ta đã thuần thục để người ta lãnh hội chưa, và cái mối quan hệ mình với họ đủ thân thiết để mà họ bỏ qua tất cả, để mà họ không có bị tự ái tự trọng không. Cho nên á là góp ý người khác á là cực kỳ khó đấy. Chứ không phải dễ đâu. Mình phê bình góp ý người khác là nó nào là đúng chân lý nè, nào là đúng thời gian, đúng không gian, đúng căn cơ, sử dụng đúng ngôn ngữ nè, cơ duyên thuần thục nè, họ đã phát tâm chuyển hóa nè, nào là cái mối thân tình. Nhiều khi mình nói đúng nhưng mà mình không có đủ thân tình để mình nói với họ. Có người khác người ta thân tình hơn, hay là vai trò địa vị. Nhiều khi ta tự ái, mình nhỏ hơn, tuổi hơn, hay là mình nhỏ chức vụ hơn, mình có ý họ không được. Ví dụ mà. Thì bây giờ với cái trường hợp mà mình góp ý họ có vẻ như là không được, thứ nhất là nếu mà khi mình muốn góp ý là mình hãy nghĩ đến mọi cách để góp ý. Đây là điều đầu tiên, là cái tích cực đầu tiên rồi đó. Chứ không có thụ động bó tay. Tại vì mình đang trang nghiêm Phật độ mà, đang khiến cho thế giới này trang nghiêm hơn. Thì có thể là mình lựa chọn cách nói, hay không gian, hay thời gian, hay ngôn ngữ thế nào đấy, thưa trình hay là bàn thảo. Mà nếu mà mình cảm thấy mình góp ý không được là mình nhờ người khác ngang vai ngang vế người đấy nói góp ý giùm. Ví dụ mình nhờ sư thúc sư bác góp ý cho sư phụ mình. Ví dụ mình nói nhỏ nhỏ tâm sự tí tê rồi người ta góp ý ngang hàng được. Thứ nhất là tự mình góp ý, và thứ hai mình nhờ người khác góp ý mà cuối cùng vẫn không được. Thì người ta gọi là thiên lý vị nhiên vị nhiên. Chư pháp diệt nhĩ. Pháp, các pháp xưa nay nó vốn như thế. Nghĩa là
mưu sự tại nhân mà thành sự tại duyên. Mình đổi câu nói của Khổng Minh chút xíu, nào là thành sự tại thiên. Đấy, đấy, mình đã cố gắng xoay sở hết để mà không cái gì, để mà tự trách, để mà hối hận, để mà dày vò bản thân mình. Còn cái việc có xoay chuyển được người khác hay không thì âu đã là duyên nghiệp của họ. Mình miễn sao mà mình không có tự trách mình là không làm, mình tự không có tự trách mình là thụ động, mình không có tự trách mình là sao để họ ù lì vậy, càng ngày họ càng tệ vậy. Mình đã có làm, mình đã có cố gắng, nhưng mà hoặc là cơ duyên nó không đến, hoặc là mình cảm thấy nó vô tác dụng, nó phản tác dụng, thì thôi thì lúc đấy thì mình cũng phải chấp nhận như vậy. Bởi vì cõi này là thánh phàm đồng cư. Mà có một câu nói là trong khi bạn không thể mà thay đổi thế giới này theo ý của bạn, thì tốt nhất bạn hãy tự thay đổi bản thân cho phù hợp với thế giới này. Mình tạm chấp nhận và tạm thích ứng và thay đổi mình cho nó tương đối phù hợp. Hết cách nha. Có những cách thế gian này. Cho nên có một câu nói là đời là như thế, mà thế mới gọi là đời, gọi là such a life. Đời là vậy đó. Không thể mà mọi thứ theo ý mình được, không thể mà hoàn hảo được. Mình phải quen, mình phải quên, và mình phải chấp nhận, và mình phải sống an nhiên tự tại trong những cái nghịch cảnh trớ trêu đấy. Chứ giờ thế giới nó nghiệp trước nha mà. Bây giờ cái đoạn mà nói về dục hả? Đoạn nói về dục thì nó có hai đoạn. Một đoạn nói là ly dục nè. Một đoạn nói về đây, không có nhập vào sắc tánh hương vị xuất pháp là một bậc tu đà hoàng đấy. Và thứ hai là bậc A La Hán là bậc đệ nhất ly dục. Và Đức Phật khen ông Tu Bồ Đề là đệ nhất ly dục A La Hán đấy. Thì bây giờ tất nhiên là ở trong kinh Kim Cang cũng dạy cho chúng ta về ly dục nha. Chắc chắn rồi, phải có dạy về ly dục. Xa xéo trần và không có nhiễm với dục. Nếu mà dính cái này là bảo đảm là không giải thoát nổi rồi. Thôi thì nhân đây chúng ta bàn thêm. Mặc dù Đức Phật chỉ nói sơ là không có dính vào sắc tánh hương vị xuất pháp, hay là nói là bậc A-la-hán là bậc viễn ly tịch tịnh, là bậc ly dục. Nhưng mà chúng ta triển khai thêm chút xíu, nhân đây chúng ta triển khai thêm chút xíu là làm sao để mà mình không dính vào xéo trần, làm sao để mà mình không dính vào dục đây nha. Như vậy rồi mình mới nói tới chuyện mà tu, tới chuyện xả ly nữa chứ, tới chuyện mà xả ly thanh thản nữa chứ. Mình mà bị dính vào xéo trần á, rồi đâu nó dính mắt đó, như là cục nam châm nó hít vậy, làm sao mà nó bay thăng thả bầu trời được, hay là bị dục nó cuốn trôi. Thì tất cả tăng sĩ chúng ta đều biết là xéo căn là thường dính mắt xéo trần rồi nè. Cuối cùng là mình sẽ có một câu, mình sẽ học tới đoạn câu là ân vô sở trụ như sanh kỳ tâm, bất trụ xét thanh hư vị xuất pháp sanh tâm đấy. Cái bài sám mình là thường nghe câu mắt ơ xem huyễn cảnh hàng ngày đấy, tai thích tiếng mặt đường vô nịnh, mũi quen ngưỡng mùi thơm bất tịnh, lưỡi dù theo lắm chuyện ghi go, thân ham dùng ngâm bóc xa xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bây giờ mắt mình hả, nhìn thấy sách còn ham không? Chết rồi. Giai đoạn 1 chưa qua, rồi nói tới giai đoạn 2. Giai đoạn 1 là tu là sao đến nỗi không ham. Giai đoạn 2 là mình không có chấp vào trong cái sự không ham đó nha. Đấy mới gọi là kim cang. Mình đã không được cái đấy rồi, mình không chấp vào cái chuyện được của mình nữa. Bây giờ chúng ta kẹt ngay giai đoạn 1 rồi, sao mà nói tới giai đoạn 2 của kim cang đây. Hòa thượng cố Hòa thượng Thích Trí Tịnh đấy, ngài kể, ngài kể thiệt đó nha, là hồi nhỏ ngài là đi tu, lúc kể là cũng ngứa mắt lắm. Người ta nói là nhìn thấy con gái đẹp qua là ngài cũng ngứa mắt phải nhìn thôi à, chứ không nhìn không được. Giống như ta nói là thấy gái đẹp hay thấy cảnh đẹp không nhìn là mình đã hoang phí đi của tạo hóa.
một cái tuyệt tác của tạo hóa mà bị hoang phí. Ở đấy sau đấy là nghe ông cụ nói là ông bị đuổi mờ mắt luôn đấy, không biết là cứ lo nhìn quá hay sao mà à. Nhưng mà sau này á, ngài sám hối tu tập lại và ngài thay cùm ra đấy mà nó sáng cho tới năm 97-98 tuổi luôn đấy. Có thứ mình thấy sắc đẹp, sắc nam nữ là sắc đẹp của xe cổ hay là của chùa to hay là của chánh điện đẹp hay là áo đẹp, mọi thứ mình dính chưa? Mình đã thật sự là đã tự tại với mấy cái sắc bên ngoài chưa? Cái giai đoạn 1 nó chưa qua mà làm sao nó tới kim cang, nó tới giai đoạn 2. Đấy, ít nhất phải qua giai đoạn 1 rồi đến đội mà mình tự tại vô nhiễm rồi, với giai đoạn 2 là mình không có chấp vào cái chỗ tự tại của mình đấy, mới nói tới giai đoạn 2. Đấy là cẩn thận mình tập nha. Thì bây giờ mình muốn mà mình sẽ đi nói theo cách nói của Hòa Thượng Thanh Từ là sáu căn mà đối với sáu trần mà không nhiễm là lúc đó mình có lục thông, lúc đó mình giải thoát hiện tiền đấy. Mà lục căn mà nhiễm với lục trần thì là lục tặc đấy. Mà lục căn mà không nhiễm lục trần là lục thông, là giải thoát sáu căn với sáu trần. Thì bây giờ mình xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giáo gia. Mình vô chùa cũng là chuyện nhỏ, cũng là chuyện khó làm, nhưng mà làm được. Bây giờ có cái chuyện cần làm nữa, mình là sáu căn mình á, mình cũng xuất luôn à, mình không có dính mắc về sáu trần. Cái đấy là cái xuất gia chuyện lớn đấy nha. Chứ giờ mình nói kim cang xa xôi mà sáu căn mình gặp đâu dính đó, mà dính vô sáu trần nó dính chặt khừ đó, làm sao mà. Thì á, nói theo cách nói của kinh Trung Bộ là chúng ta hiểu được cái vị nguy hiểm, vị xuất ly, vị ngọt, vị nguy hiểm, vị xuất ly của dục, các dục của ít khổ nhiều, não nhiều, vân vân, cẩn thận. Và chúng ta thấy được cái chuyện mà vô thường, cái chuyện mà bất tịnh, cái chuyện vô ngã của các dục, nó như bong bóng, nó như mây nước. Đấy thì cẩn thận, nhất là sáu trần là nó quyến dụ nặng lắm. Trước hết là mình tu cho nó vững đã, mới nói là hành giả trí tuệ kim cang gì đó. Trước mắt là phải vững, có cái lực vững để mà không có bị lục trần nó cuốn trôi mình đi nha. Rồi mới nói tới chuyện xa xôi, mình phải thấy cái nguy hại của dục. Thôi mấy nhà văn nhà thơ, mấy câu chuyện người ta tả mô tả là danh lợi tình hay bao nhiêu thứ là nguy hại cùng cực rồi, hiểu không? Tu tiên mà cũng bị đè xuống cởi, nói chung đủ thứ chuyện trong kinh sách chúng ta có nhiều nguy hại của nó. Nó khiến mình mất tự chủ, nó khiến mình mất tư cách, đấy. Nó khiến mình mất đạo lực, nó khiến mình sa đọa, nó khiến mình sa xuống đọa, xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vân vân, đủ mọi thứ. Thì dục, mình sinh ra trong dục giới, nhưng mà chúng ta chuẩn bị siêu việt ra khỏi dục giới sắc giới và vô sắc giới, mình siêu việt tam giới. Cho nên tất nhiên là chúng ta biết là khó, bởi vì nó là tập quán lâu đời thâm căn cố đế ở trong chúng ta. Bây giờ mình gọi là nghịch lưu, đi ngược lại dòng của nó, nhưng mà chúng ta phải làm. Đó là bước 1 á, làm xong mới nói tới chuyện khác. Thì bây giờ ly dục thì là tịch tịnh. Nếu mà không có dục, vô minh và ái dục là nguồn gốc của sanh tử. Nếu mà không dục là bớt phiền não, bớt âu lo. Bây giờ mọi người phải biết tu tập để mà trừ vô nhiễm với ly dục. Chẳng hạn như bữa nào cho chúng ta thuyết trình, chúng ta chọn cái này làm sao để, ví dụ vậy, cái cách mà hành giả tu như thế nào, chia sẻ kinh nghiệm tu để mà trừ được vô nhiễm ly dục chẳng hạn, cũng là một đề tài thuyết trình. Nếu mình thích mình triển khai sâu. Thì do cái đấy là Tăng Ni Sinh đã học nhiều rồi đó, cho nên tôi không có xa đà vào cái chuyện mà ly dục nữa. Nếu mà giảng về cho Phật tử thì phải giảng 90 phút hay 120 phút về cái đề tài ngũ dục chẳng hạn. Đấy. Nhưng mà Tăng Ni Sinh đã biết rồi, cho nên chỉ nói thoáng qua vậy thôi nha. Bây giờ tới một cái khía cạnh nữa. Đây, hiển nhiên là trong kinh Kim Cang liên tục nói về cái trừ bốn tướng đấy. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả nha.
ly nhất thiết chư tướng tức danh chư Phật. Rồi là có biết các pháp vô ngã nè, dĩ vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Phải biết cái vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Vậy thì bây giờ chúng ta trong kinh Kim Cang rất là nhấn mạnh về cái chuyện mà vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả đấy nha. Bây giờ chúng ta khai thác làm sao để mình trừ bốn tướng đấy. Ngã là gì? Ngã à, ta, tôi, chúng ta chấp một cái gì đấy là ta, là của ta. Ta một cái gì đó dính dáng như mình thường còn, một cái gì đó thân thiết lắm. Chỗ này thật là khó đó nha. Nói thì nói, chúng ta chẳng hạn như kinh Na Tiên Tỳ Kheo phân tích rất là nhiều về chuyện này, nhưng mà rất là khó chỗ nè. Nếu mình bảo có một cái ngã thì đúng là ngã chấp. Nếu mình bảo trong này chả có cái gì liên quan tới mình cả, vậy thì nó mơ hồ, nó lung linh, tu tu làm sao, ai gây nhân, ai thọ quả, ai giải thoát, vân vân, ví dụ vậy. Ai lo cho ai, vậy thôi chứ cần gì tu, kệ nó, cứ phó thác nó. Chả có phải, có phải gì mình thôi, cho nó trôi giặt đâu, kệ nó, cũng chả phải gì mình để mà lo. Chả có trách nhiệm luôn. Nhưng mà sở dĩ mà Đức Phật á, trừ ngã chấp là bởi vì bây giờ cũng là phương tiện nói, bây giờ cái bệnh chấp nó nặng quá mà thì phải nói duyên sinh vô ngã chứ sao nữa, chứ không thôi cái bệnh nó nặng quá. Chứ mà nếu mà đã giải thoát niết bàn như thế thì cần gì nói, thì cứ biết nó như thế, nó vốn là 12 nhân duyên, nó vốn là ngũ uẩn là cái thân người nè, nó vốn là các dòng tâm thức chuyển biến nào kia, thì có thể thì đâu có cần nói ngã hay không ngã để làm gì. Nhưng mà sở dĩ mà nói trừ ngã chấp đây cũng là phương tiện nói, bởi vì cái bệnh nó nặng quá ha. Bây giờ mình nói học Kim Cang mà nó cái ngã mình to quá thì sao được. Tiền thân Đức Phật là đã từng nhẫn nhục mà cái thân xác mà người ta muốn cởi lên cũng được, người ta muốn cắt xẻo cũng được đấy, cắt xẻo từng phần cũng được đấy. Là trừ cái bệnh ngã chấp to đùng của mình, hiểu không? Đấy, mà cẩn thận nha. Chưa chắc gì tu nhiều năm tháng mà tu mà không đúng phương pháp đó là chưa chắc gì ngã nó giảm đấy. Chứ không phải là tu ở chùa nhiều năm mới là tự nhiên là ngã nó giảm, chưa chắc đâu. Rủi mà lên làm chúng trưởng, rủi mà lên làm phó trụ trì, rủi mà lên làm trụ trì nè, ngã nó lớn nữa. Cái danh nó lớn, cái ngã nó lớn là bất ngờ. À, họ là phải như thế này, họ phải cung kính mình thế này, họ phải lệ mình thế này. Rủi mình tới 4 năm chức ở giáo hội mà ra tới giáo thiệu sót mất 2 chức là mình cũng buồn nè. Rủi mình hòa thượng người ta xưng lộn là thượng tọa, hay mình thượng tọa ta xưng lộn đại đức là buồn nè. Rủi cái ghế mình trên chứng minh 1 mà để chứng minh 2-3 buồn nè. Rủi mình làm sám chủ mà người khác ta cầm cái nhang ta sám chủ mất vân vân. Đấy đấy, phiền não đấy nha. Chưa chắc gì ở trong chùa nhiều năm tháng là đã, nếu mà không tu, không có phương pháp tu hạ thủ công phu đàng hoàng là chưa chắc gì cái ngã nó dám, mà cái coi chừng cái ngã nó tinh đấy. Càng ngày là cái phước mình nó càng nhiều, cái danh, cái địa vị mình nó càng nhiều. Lính buổi mai là sai lính buổi chiều, đủ thứ chuyện hết. Ở dưới mình nó có lớp lớp hàng hàng nữa, ta chỉ thấp hơn một người mà đứng trên vạn người là cái ngã lớn đấy. Cho nên là không có chấp ta, không có chấp người, không có chấp chúng sanh, không có chấp thọ mạng. Đấy, phá phá ngã chấp. Mà cái này là rất là chính ở trong Kim Cang đấy. Bởi vì làm mà nó không dính với cái bản ngã, làm nó không chấp vào bốn tướng là mới thông dòng giải thoát đấy. Bố thí, độ sanh hay là trang nghiêm hay là thuyết pháp hay làm cái chi là cũng không chấp vào cái ngã của mình đang làm đấy. Làm giống như là
mình nghĩ đơn giản nói cho dễ dễ hiểu hay là mình nói theo cách nói cái ngày từ thông là làm cũng làm chơi, nhưng mà đúng ra bây giờ mình có thân chứ lẽ không làm. Ông nói mà mình quán niệm cho nó nhẹ nhàng bớt quan trọng hóa nha, kêu quan trọng hóa bản thân. Ta là một, là riêng, là tất cả trong thế gian không ai sánh bằng ta này. Ta là trung tâm điểm vũ trụ, là center of the universe, là cái rốn vũ trụ. Là nhưng mà mình nói là bây giờ mình ra lỡ làm cái thân người là phải hoạt động nha. Mình ở không là bệnh nữa, mình nằm không là bệnh đấy, phải cử động, phải tập thể dục đấy. Thì bây giờ không làm cái nọ cũng làm cái kia, làm cũng là tu thôi, làm cũng là sinh hoạt, làm cũng là cử động thôi, chả cái gì quan trọng. Tôi không hiểu nữa, nhưng mà có lẽ cái tánh tôi nó hợp với cái kim cang này, hay là tánh tôi nói về thời gian là làm phong, nick tôi trong Facebook gọi là Phong Trần Khách, là ly lang thang cuộc đời vậy đó. Mà nói là thiên thời gian là tôi ngang bất cần đời, chả cái quan trọng hết chi hết. Tôi không hiểu nữa, nhưng mà cái tánh mà ngang bất cần đời ở ngoài đời đấy, đôi khi nó lại họ sau này mình đi vào kim cang nó liên hợp, mình chả cái gì quan trọng, chả cái con người này quan trọng, chả cái công việc gì quan trọng, chả cái gì hết đâu. Tôi là vô chính phủ, vô thế giới mình, tôi có sách vali đi lần tơn toàn quốc, tôi đi khắp thế giới và tôi đi toàn quốc trước khi tôi trở lại đây. Mà tôi cũng nói chung là chả cái gì quan trọng, tùy duyên. Việc thiện thì mình làm, gặp việc thiện thì mình làm cho vui. Giống như một người hành hiệp giang hồ ở trong kiếm hiệp làm mà quên đi, gặp thuận tay thì mình làm cho vui. Không, mình nói như vậy để mình dùng ngôn ngữ để mình nó dễ liên tưởng đấy. Thì bây giờ thì sẵn tay thuận tiện là làm cho vui. Không có duyên là thôi. Tôi ví dụ nha, bây giờ câu lạc bộ Anh Văn thì mình sẵn có tiếng Anh, bây giờ người ta đang cần học thì dạy cho vui. Bây giờ người ta nghĩ thì thôi. Có sao đâu. Mình sẵn cái mình làm, không có duyên thì thôi, nghĩ làm gì khác nữa, cứ vậy. Đời tôi cứ vậy. Cho nên đó, tôi không đặt mục tiêu là chùa to, là đệ tử xuất gia tại gia, lớn là chức vụ gì trong giáo hội, là chức vụ gì trong trường, trong lớp, hay là phải là giảng viên của bàn hạnh này, vân vân, kể nó. Vậy mà không cầu, nhiều khi có những cái nó được. Ví dụ tôi không có cầu làm giảng viên, nhưng mà tớ nghĩ nó cũng dính. Tôi còn cự lại nữa chứ, lúc mà người ta gọi điện thoại tôi tuần cự lại nữa. Không, ý tôi nói không, ở đây vấn đề đó là chuyện nhỏ, nhưng cái tôi nói là mình cứ thanh thản tự nhiên, tùy duyên phương tiện, mà không có xem quan trọng cái gì, xem quan trọng bản thân mình mà quan trọng cái gì. Cái này cũng hơi khó đó, khó nha. Khó chỗ á là ban đầu là chúng ta xoay theo thiện pháp, ban đầu chúng ta cố gắng trau dồi bản thân mình cho tốt đẹp hơn, nhưng mà sau đấy là mình quên tất cả, mình hòa nhập trong dòng sống và tùy duyên phương tiện nhẹ nhàng, không có vướng chấp, không chấp những cái gì mình đã được, rồi không chấp mình phải như thế nọ, phải như thế kia, và không đề nghị người khác phải thế nọ, phải thế kia, mà cứ thong thả tùy duyên nhẹ nhàng vậy đấy. Đấy thì chúng ta cẩn thận, nói cho nó khó lắm, nói cho cũng chưa hết đâu. Thì tự nhiên mình ra đường ai người ta tát mình bật tay, rồi người ta xí bé ta tạt nguyên một cái rổ rau vô mặt mình, một cái nước cơm vô, hay là một cái quả cà chua, một giỏ cà chua vô mặt mình thì cũng khó chịu lắm nha. Chứ không dễ đâu. Đấy, nếu mà ai mà bị thử cái coi. Nhưng mà chúng ta cứ tập lần lần. Mà nói thì dễ, nhưng mà chúng ta phải quán chiếu. Người ta nói là giống như ở trong kinh sách trong cái binh thư, người ta nói là nuôi quân vạn nhật, mà sao dụng tại nhất kiêu. Nếu mà anh muốn mà tới ngày mà bước ra ứng cơ xử vật cho nó đàng hoàng, nó đầm thắm, không có chấp ngã, là anh phải hạ thủ công phu từng ngày, từng phút, từng giây đấy. Và cả trong lúc thiền quán anh phải trừ bản ngã thế nào. Nha, chứ phải đơn chịu dán. Chẳng hạn như mình quán con người mình có gì đâu, bất tịnh, toàn những khiếu, những nọ kia, toàn là ghen, nước mũi, hôi, gãy răng, lỗ tai, là tại trong này toàn dơ giấy đi ha, bất tịnh, hay là toàn những lỗ sưng lông, hay là bất tịnh quán, mình quán mấy người xác nó nằm nghĩa trang nghĩa địa, tới ngày mình cũng ra rồi ta cũng thế. Thậm chí có người á, người ta tập tu tập
chết giá nữa. Tôi thì cái đó tôi chưa tập. Nên là nhắm mắt lại giống như mình đang chết rồi. Mình quan trọng hóa cuộc đời mình chứ rồi mình cũng chết vậy. Mà rồi đó thế giới nó vẫn quay vậy. Chứ chẳng lẽ mình chết thế giới này nó ngừng quay à. Nhớ. Trái đất nó vẫn quay. Mình vẫn sống vẫn hoạt động. Nói chung á là có nhiều cách lắm. Quán vô thường, quán bất tịnh, rồi quán duyên sinh giả hợp. Đấy, rồi quán đủ chuyện, rồi quán tai hại của bản ngã, quán cái sự xấu xa của sân hận, của tham sân si đều vân vân. Công phu lắm đấy. Mà trừ được ngã chấp là mình thênh thang. Thênh thang nhiều lắm đấy. Bây giờ mình đơn giản hóa bản thân mình. Có một cái mâu thuẫn thế này mà các cái lứa tăng ni sinh này rất là khó nè. Cái lứa tôi là bắt đầu tạm buông xả được. Bởi vì giai đoạn phấn đấu của tôi gần như là đã đi qua, tôi cách xa chư ni tăng ni này là 20 mấy năm trời. Tôi từ năm 93 đã ngồi ghế này 22 năm. Có nghĩa là cái tuổi của các vị là cái tuổi mà đang phấn đấu để đang gom góp cho mình. Mình chưa có lấy xẻ. Cái giai đoạn phấn đấu và gom góp đấy. Đấy, giống như là người ta phấn đấu là để có kiến thức nè, phấn đấu để có học vị nè, phấn đấu để lên làm đại đức thượng tọa ni sư nè, phấn đấu để mà làm trụ trì, phó trụ trì nè, phấn đấu để mà về có chân trong tỉnh hội nè, có chân trong các trường lớp vân vân. Nó rất là khó thế này. Tôi công nhận nó khó thế này. Thứ nhất á là nếu mình không có một cái động cơ, mình không có một cái sự hăng hái, mình không có sự quyết tâm, mình không có một cái gì rõ ràng để phấn đấu là giống như ngày tháng nó sẽ trôi qua. Mà không có động lực để phấn đấu. Mình mượn cái động lực để đang phấn đấu. Khổ cái á là nếu mà mình quán á toàn là đồ giả hết á là sợ mình ngán mình làm biến cho cha. Cái bằng cấp cũng giả, chức vụ cũng giả, làm trụ trì cũng giả, làm giảng sư cũng giả, làm tín hội cũng giả, các chả có cái gì liên quan tới giải thoát hết, thôi khỏi làm luôn. Người ta đã làm rồi người ta xả, còn mình chưa làm mà đã xả trước nhá. Chưa làm mà xả trước thôi khỏi làm. Như vậy á là cẩn thận á là nó dễ bị thụ động đấy. Nếu mà không á tu mà không khéo là nó thụ động đấy. Là nó thích là tịch tỉnh ngồi để mà nhìn trời, nhìn bước nước, nhìn mây á, dạo bộ một mình vậy, hay là ngồi trong cái cốc một mình vậy, chứ không có muốn phấn đấu nữa. Vì phấn đấu rốt cùng nó cũng giả hết, nó toàn là đồ giả. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Cho nên cái khó của Kim Cang á, biết nó giả nhưng vẫn làm. Làm vừa nhẹ nhàng vừa thong thả mà vừa đạt đến hiệu quả tối đa. Như trò chơi khó dễ là khó đấy. Trong cái cuộc chơi đấy mình chơi sao cho đẹp, chơi sao cho đàng hoàng, chơi sao cho ngon lành, chơi sao cho có hiệu quả trong cái cuộc chơi đấy. Cho nên gọi là nghề chơi là cũng lắm công phu đấy. Tất cả là cuộc chơi, suy cho cùng nó cũng là một cuộc chơi. Mình so với cái mục tiêu giải thoát của mình đó, toàn là nó là cuộc chơi thôi, chả có quan trọng như mấy. Chứ giờ làm cái gì nữa, mình bước vào đời phải chấp nhận cái cuộc chơi, những cái cuộc chơi đó. Đó, nhưng mà chơi cho nó xứng vai trò. Như lên mình mở màn lên sân khấu, mình phải đóng ra đúng cái vai trò đấy, xong mới bước xuống nha. Chứ còn thôi là người ta quen cà chua với lại nước cơm lên. Có nghĩa mình biết cái tấn tuồng đấy nó cũng giả đấy, chả có quan trọng gì hết. Nhưng mà thôi thì hãy đóng vai trò cái tấn tuồng trong cái trường hợp đấy. Hay là mình tùy duyên phương tiện. Thì đấy, cái tăng ni ý thức vừa giả, vừa là phương tiện, vừa là giai đoạn. Nhưng mà mình vui với phấn đấu. Vì chẳng hạn mình nghĩ nè, ngồi mình học cái từng từ Anh Văn, từng từ Hán Văn nè. Chẳng lẽ mình học về lấy cái bằng Anh Văn vậy cũng đâu có liên quan tới mục tiêu giải thoát của mình. Chẳng lẽ không có Hán Văn, không có Trung Văn mình không giải thoát hay sao? Mấy bà nô tổ sư. Cứ mình hỏi dễ làm sao mình làm. Nhưng mà
mình vẫn học mà vui á, giống như mình ngồi mình đang viết mấy cái từ tiếng Anh đây á, giống như mình đang thiền vậy đó. Mình biết là mình cũng cần, cũng nó cũng đồ giá, không quan trọng lắm, nhưng mà cũng có một vài ích lợi. Rồi thôi thì cuộc đời mình thì phải hoạt động. Thôi thì ngồi đây á, mình viết mấy chữ Anh văn mình thuộc 15 từ đây á, 10 từ đây cũng là tu. Chứ thôi để tâm trí mình nó chạy theo dục vọng. Học được bao nhiêu thì học, cái đó không quan trọng. Quan trọng là ở chỗ chú tâm vào việc học. Lúc mình học đấy cũng là tu, nó cũng là trừ bao nhiêu cái dục vọng, trừ bao nhiêu tà tâm của mình, nó thanh lọc hóa, nó tịnh hóa, vân vân. Thì bây giờ đại khái là khổ là khi mình có cái lăng kính, mình nhìn vô ngã, mình không chấp ngã chấp pháp, là cẩn thận coi chừng bị tâu quá nhập ma. Mấy người ta tu thiền không vững là ta thấy nó toàn là đồ giả hết, cho nên là ta cứ lơ lửng lửng người của trên đấy nha. Mình biết nó đồ giả nhưng mà không trở thành người lơ lơ lửng lửng cõi trên ấy, mà mình chơi vào cuộc chơi rất là ăn nhập. Mình biết nó là cuộc chơi, xong cuộc chơi rồi mình bỏ, mình chơi cuộc chơi khác. Khó là khó cái đấy nha. Thắng thua thành bại gì mình cũng đã bước vào cuộc chơi rồi, mình chơi hết mình rồi ra cuộc chơi khác, cứ vậy mà làm không có chết. Chơi chứ làm gì chết, chơi đừng được rút ra chứ làm gì chết. Khó đấy, cái tên thằng Kim Cang ấy. Mà quý vị mình nắm được cái đấy rồi là con người nó thanh thản lắm nha. Đừng có so đo ta phải như thế này, ta phải như thế kia, ta phải giỏi như người đó, ta phải nọ kia. Nói chung á là mình biết, giống như thập như thị của kinh Pháp Hoa, mình biết là nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, mọi thứ nó như thị. Thì bây giờ mình cũng cứ làm, mình cũng cứ tu, mình cũng cứ học, mà để mình thanh tịnh hóa hết, mà mình xem nó như một trò chơi. Đừng có nghĩ như vậy á mà về đích lại sớm đấy nha. Tại mình quên mệt đi, quên mệt mỏi đi. Ví dụ nha, ví dụ mà làm việc gì mà mình thâm nhập vào công việc á, mình quên cái mệt mỏi trong cái việc làm, mình với việc làm là một. Ví dụ quý vị, ví dụ đi gymnastic, tập thể dục thể hình, hay là tập yoga, hay làm gì đó mà hay là ngồi bắt chéo hai chân kiết già, mình đếm từng phút từng giây, càng nghĩ 45 phút xong mình càng đếm là mình càng chết. Hay mình hít đất, mình nghĩ mình hít cho được 10 cái, cho được 100 cái mình nghĩ, mình càng đếm là mình càng chết. Đôi khi mình quên nó đi, như vậy là mình làm nhẹ nhàng, ung dung, thong thả, mà hiệu quả nó cao nhất. Mà khó đấy. Cái Kim Cang là làm tất cả, làm như trò chơi, làm xong rồi bỏ. Vậy là mới nhẹ nhàng thanh thản được nha. Chứ không phải là không làm, cũng làm tất cả. Làm như là đang chơi, đang thưởng thức vậy, làm xong rồi bỏ, làm như là chơi game vậy thôi. Cái khó Kim Cang là vậy. Bây giờ tiếp tục. Cái ý cuối cùng ở trong cái vô nhiễm tịch tịnh này là chúng ta trừ pháp chấp. Thì rõ ràng á, ở trong Kim Cang á, là cái pháp mà Như Lai thuyết là không thể nói là pháp hay là phi pháp, vân vân. Cái ý này là được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều, và có câu cuối là cái câu cuối là nói về đây nè: không có thiện pháp, không có ác pháp, không có pháp gọi là A Nậu Đa La Tam Hiệu Tâm Bồ Đề, không có pháp nào để thuyết, và nhất thiết hiểu vi pháp nhưng mộng huyễn bào ảnh, vân vân. Đấy là để trừ pháp chấp đấy nha. Bây giờ là mình trừ ngã chấp, tiếp theo mình trừ pháp chấp. Có một số người ta trừ được ngã chấp rồi nhưng mà pháp ta còn đấy, ngã không mà pháp hữu đấy. Có nhiều trường phái luận, hơn là có một số vị ta đích giải thoát từng phần. Thì bây giờ mình bỏ ngã pháp câu không, cái ngã không pháp hữu người ta đặt tới cái đấy, ngã thì hết rồi nhưng mà pháp còn. Bây giờ mình bỏ mình cho pháp. Khó nữa. Thì cái mà cho pháp đấy, hồi nãy là tất nhiên nó có liên quan những cái mà sở hữu của ta, nào là nhà của ta, xe của ta, thầy của ta, chùa của ta, vân vân mọi thứ. Thế giới này của ta, trái đất này là của chúng mình, lớp học này là của chúng mình, tổ này là chúng mình, vân vân. Ngay cả cái gọi là niết bàn hay là tịnh độ, cẩn thận nữa, nói là pháp thân của ta nữa, chết nữa. Khó đấy. Bỏ cả thiện cả ác, bỏ cả những cái thanh cao, bỏ cả những cái quả vị,
bỏ hết cái đấy để mà đến chỗ giải thoát. Trừ pháp chấp. Thôi giờ chúng ta nói mức độ thô trước, là chúng sanh là bị chấp pháp là rất là nhiều nha. Bữa trước tôi đã nói hai câu thơ gọi là thùy phượt cánh tương cầu giải thoát, bất phàm hà tắc mít thần tiên. Dịch nghĩa là sao? Đó đấy, ai trói buộc anh mà anh cầu giải thoát? Mà anh có phải là người phàm đâu mà anh đòi làm thánh. Nghĩa là giống như tuệ trung thượng sĩ gọi là thánh phàm bất dị vậy đấy. Chủ yếu là mình trói buộc mình, mà chủ yếu là ngã chấp với pháp chấp là tự nó trói buộc lại mình. Nha. Giải thoát nó không xa đấy. Cho nên là quý vị tăng ni mình học tập, mình quán chiếu, mình đừng đợi đợi đến lúc nào nữa mới giải thoát. Mà khi mình đã thấu triệt, mình quán chiếu cho rõ ràng rồi, mình sẽ giải thoát. Cho dù mình chỉ là một chú xe di quèn nói theo tiếng thế gian, không phải là đợi làm trụ trì rồi mới giải thoát, chưa chắc đâu. Không phải là đợi làm thượng tọa hay là đợi làm trưởng ban trị sự tỉnh hội rồi mới giải thoát, chưa chắc. Mà nếu mà đúng hướng, đấy là nó chưa chắc nha. Nó đúng hướng là ngay bây giờ đây mà chúng ta biết tu tập quán chiếu là chúng ta sẽ an vui, sẽ giải thoát ngay bây giờ, chứ không có đợi chờ nữa. Nên là nói là giải thoát trong từng bước đi, từng bước chân giải thoát, hả? Giải thoát trong lòng bằng tay. Mà bây giờ mình gỡ cái ngã chấp ra, bây giờ mình gỡ tiếp cái pháp chấp. Đức Phật nói là không có pháp nào để thuyết, không có thị, không có phi, không có thiện ác, không có a nậu đa la tam biểu tam bồ đề, nhất thiết hiểu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh, vân vân. Thì bây giờ mình phải tập tu tập để mà trừ pháp chấp nha. Khó nữa giai đoạn đầu, giai đoạn đầu là mình phải trừ pháp chấp đấy. Đó thì cái này nó tất nhiên nó liên hệ tới kinh điển Nikaya là đây là của ta, đây là ta, đây là tự ngã của ta, đây là của ta, mấy những hay là các cái pháp bên ngoài đây. Thì mình trừ pháp chấp. Bởi vì sao? Các pháp là nó là duyên sinh, nó là giả hợp, nó không có tự tánh. Nó là như là mây, là bọt, là bèo, là bóng nước. Huyễn, nó là giấc mộng. Mình cứ cái này mình phải tu đấy, cái này mình phải ngồi. Mà nếu mà hành giả mà nó thấy mà nó thâm nhập rồi thì lúc nào đi đứng nằm ngồi mình cũng thấy nha. Nếu mình gặp những lúc quên lãng thì mình huân tu thì ngồi thiền sau giờ công phu gì đấy, ngồi để quán chiếu để mà thấy là các pháp hữu uy, tất cả những cái cho là quan trọng, những thứ đấy là bản thân nó không có tự thể gì, nó tan rã một ngày kia. Vậy là giải thoát đấy. Mà nói thật á, tăng ni á đáng lẽ là dễ giải thoát lắm á. Tại sao? Mình á, nói chung ở thời đại ngày nay á, mình thế nào cũng có được cái nhà ở nè, thế nào cũng có y áo để mặc nè, thế nào cũng có cơm ăn rồi xong. Cho dù ăn kế cũng được, ở kế cũng được, chắc cũng có thôi. Chứ mình đừng nghĩ trụ trì á, đó là nói ví dụ nha. Trời, nó hơi khó. Chứ hỏi ông Phật ấy, ông đâu có dạy là mỗi chư tăng là phải có mỗi cái chùa đâu. Phật nào dạy vậy? Nè các chư tăng hãy đi mỗi người trên một nẻo đường, không ngủ hai đêm với một gốc cây. Hãy mang chánh pháp và thiện ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đến mọi người. Hãy vì an lạc hạnh phúc cho chúng sanh. Vậy thì mình đâu có phải ra công viên đâu mà mình không giải thoát. Mình đâu có phải chết đói đâu, mình có phải đâu nằm dưới hơi với ông cống để mà nằm ngủ đâu mà mũi thì cũng có mùng rồi. Vậy thì tại sao mình không giải thoát đi nha? Mình cứ so Phật giáo truyền thống á, đừng có so với mấy bạn mình nó đang trụ trì hay là nó đang làm chức vụ gì đấy, đừng tính vậy. Cái ngày mình cạo tóc xuất gia, mình mong cầu mấy chuyện đó hay sao? Cái ngày mình xuất gia mình tính mình cầu cái gì, mình tính sao? Bây giờ ngồi mình tính sao mà nhiều thứ quá vậy? Hả? Mình so với ngày xuống gia mình lúc đó mình tính cái gì? Tại sao mình đổi hướng chiến lược vậy? Nha. Cho nên á, ý muốn nói đây hả, là muốn giải thoát là đáng lẽ là ta giải thoát đấy. Chứ cái mấy gì đâu mà không giải thoát nè.
Nhà thì mình có ở rồi, kệ nó, kế cũng được, trần gian là quán trọ. Chả, tất cả đang là chủ của đằng nào tiên thế, cho dù ông trụ trì đấy, anh cắt đi làm, anh cày, anh kiếm tiền đâu nè. Thì tiếng thấy các chùa thì tôi ở chứ chùa tăng sự tôi chỉ sợ ở ai ở ma vô ở à cọp ở à ai ở tà đạo vô ở à thì giờ ăn á thì đằng nào tiếng thấy cũng cúng chung mình ăn ở ăn mặc đều uống thuốc rồi xong giờ giải thoát không làm thì mình vẫn làm hoạt động mình vẫn hoạt động nhưng mà mấy cái mà lo ách yếu nhất mình không bớt lo rồi thì giải thoát gì nữa cho nên bây giờ hãy trừ bớt cái pháp chấp, trừ ta và của ta, của chừng đó nha. Mấy ông thầy mà bỏ cái nhà nhỏ mà vô lo cái nhà lớn mà xây cái chùa mất mười, tôi không có đa phát cái chuyện đấy, nhưng mà chỉ sợ nó dính mắt. Nếu mà làm mà không dính mắt là kim cang rồi đấy, nha. Vô ôm chùa ôm nợ rồi lo xây chưa xong mình đã chết mất, đấy, rồi nghĩ tới cái chùa đấy, không biết có quay lại để mà làm trụ trì cái chùa đấy không nữa. Bỏ đồ chống, bỏ chống xuất gia, bỏ tiền ở trong ngân hàng 500 triệu hay là 2 tỷ gì đấy. Pháp chấp, ràng buộc, làm sao á, thanh thoát. Nha. Thì bây giờ là, mà ngay cả cái pháp tu và cái chứng đắc cái cũng cẩn thận nữa. Chứ còn nhiều khi mình chấp vào thiền á, cũng là pháp chấp, mình cãi với bên Tịnh Độ Tông. Anh chấp vào Mật Tông á, cãi bên kia. Anh á là cho tôi là đã chứng đắc, đã được thọ ký rồi, vân vân, cẩn thận. Công phu lắm. Quán thì ngày Thanh Từ có bài thơ mộng đó, chúng ta ôn lại là cái gì? Ghé thân mộng, dạo cánh mộng, ru lờ mộng, nhấn khách mộng, mộng mộng tan rồi cười vỡ mộng. Đấy, ngài cũng quán sát mấy chục năm đấy, giờ ngài 92-93 tuổi rồi, làm sao mà mình thấy là biết nó mộng huyễn. Nhưng mà trong cái cuộc chơi đấy mình chơi cho đàng hoàng, chơi cho nó xứng vai, chơi cho rồi xong rồi bước ra khỏi cuộc chơi. Rồi bây giờ hết giờ, còn 2 phút nữa chúng ta dừng lại, 2 phút nữa chúng ta dành cho việc bốc xăm. Có tổ nào đăng ký tuần sau chưa? Nếu mà có đăng ký rồi khỏi bốc xăm. Bây giờ chúng ta đồng hồi hướng.